Chào mừng các em đến kênh Hải Liêm. Cho bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em toán lớp 6, bài 1, chương 6, sách cánh diều nha. Trong lúc xem bài giảng, Hải Liêm có thêm quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 1, điểm đưa đường thẳng, chương 6, sách cánh diều. Hôm nay mình sẽ là học tiếp số 2, phần bài tập nha. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1, đọc tên các điểm và cái đường thẳng trong hình 19. Mình thấy là trong hình 19 thì có 4 điểm, chính là A, B, P, Q. Và mình sẽ có 3 đường thẳng, chính là A, B, C. Đúng không? Giờ mình sẽ trả lời câu hỏi số 1 nha. Rồi, trên hình 19 có như gì mình thấy là có các điểm nè. Chính là A, điểm V, V phở và điểm Q. Đúng nè. Tiếp theo mình có các đường thẳng. Chính là đường thẳng A, đường thẳng V và đường thẳng C. Đúng nè. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm nút hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình quan sát hình 20 và cho các điểm M và N thuộc hay không thuộc đường thẳng A. Sau đó mình sẽ chọn ký hiệu là thuộc, không thuộc. Mình sẽ điền kết hợp vào chỗ chấm hỏi, đúng không? Như vậy các em sẽ quan sát hình 20 thì mình thấy là đây là đường thẳng A. Mình nhớ là tên đường thẳng thì sẽ là quy thường, đúng không? Như đường thẳng A thì có điểm M nằm trên đường thẳng A, có nghĩa điểm M sẽ thuộc đường thẳng A. N không nằm trên đường thẳng A có nghĩa là N sẽ không thuộc đường thẳng A, đúng không? Như mình trả lời câu A chưa? Mình thấy là điểm M thuộc đường thẳng A. Còn mình thấy là điểm N sẽ không thuộc đường thẳng A, đúng không? Giờ câu B thì mình sẽ chọn dấu kết hợp. Như vậy là N không thuộc đường thẳng A. Như vậy chỗ này thì mình sẽ điền là cái dấu không thuộc, đúng không? Đây là dấu không thuộc nè. Mình sẽ điền xuống dưới đây. N không thuộc đường thẳng A, đúng không? Và M sẽ thuộc đường thẳng A. Như chỗ này mình sẽ điền là dấu không thuộc và chỗ này mình sẽ điền dấu thuộc, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video để biết các em làm đúng nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình quan sát hình 21 chỉ ra các trường hợp 3 điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó thì chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Như vậy mình sẽ quan sát hình, mình thấy là có đây nè, E nè, A nè, B nè. Thì như vậy là A, B, E sẽ là thẳng hàng. Và điểm A sẽ nằm giữa B và E. Mình có 3 điểm là C, E, D thẳng hàng và điểm E sẽ nằm giữa C và D. Đúng này. Giờ mình trả lời câu hỏi luôn. Như vậy mình sẽ có 3 điểm thẳng hàng. 3 điểm A, B và E thẳng hàng.
Mình thấy là A sẽ nằm giữa E và B. E và B. Tương tự mình sẽ có 3 điểm thẳng hàng. Chính là C, E và D. Thẳng hàng. Mình thấy là E sẽ nằm giữa C và D. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 người ta cho hai điểm IK nằm trên đường thẳng A như hình 22. Câu A là chỉ ra điểm C trên đường thẳng A sao cho C nằm giữa Y và K. Như ở đây mình sẽ quan sát hình 22 thì mình thấy đây là đường thẳng A. Trên đường thẳng A sẽ có hai điểm Y và K. Giờ mình sẽ vẽ cái hình này tập của mình như vậy. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm một điểm C. Câu A thì mình sẽ vẽ thêm một điểm C sao cho C nằm giữa Y và K. Đúng rồi. Như vậy là Y ở đây, K nằm đây, nhưng mình sẽ chấm một điểm giữa, mình đặt tên là C là được. Đúng rồi. Như vậy các em sẽ chấm một điểm giữa bất kỳ nha, chỉ cần ở giữa là được. Sau đó mình đặt tên là chính là C. Đúng rồi. Điểm này mình đặt tên là C. Giờ câu B thì người ta kêu chỉ ra một điểm trên đường thẳng A sao cho K nằm giữa Y và D. Như vậy ở đây mình sẽ một điểm D nữa, đúng không? Sao cho K sẽ nằm giữa Y và D. Như vậy là mình sẽ xác định một điểm bên đây, chính là điểm D. Thì lúc này K sẽ nằm giữa Y và D, đúng không? Giờ mình sẽ xác định một điểm bên đây nhé. Sau đó mình đặt tên là D. Đúng này. Thì lúc này mình sẽ có là K sẽ nằm giữa Y và D. Đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu A và câu B luôn. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 5. Câu số 5, quan sát hình 23, hãy chọn cụm từ cùng phía hoặc là khác phía. Mình sẽ điền vào dấu chấm hỏi cho thích hợp nha. Giờ hãy sẽ làm câu số 5. Câu A trước này. Hai điểm em P phở sẽ nằm. Mình thấy là sẽ nằm cùng phía hay khác phía sẽ đi với điểm N. Mình thấy là M nằm đây, B phở nằm ở đây, như N nằm giữa, như vậy có nghĩa là khác phía, đúng không? Như vậy chỗ chúng hỏi này mình sẽ để là khác phía nhé. Đối với điểm N. Giờ câu B thì N và B phở, đây N và B phở nằm đây, M nằm ở bên đây, có nghĩa là hai điểm này sẽ nằm cùng phía sau với điểm M, đúng không? Như mình sẽ trả lời tương tự, hai điểm
NP 5 cùng phía đối với điểm M. Tương tự câu C, M của N, đây M của N nằm bên đây, điểm B' nằm bên đây, có nghĩa là M của N sẽ nằm cùng phía sau với điểm P, đúng không? Nhưng mình trả lời tương tự hai điểm M và N 5 giờ tiếp theo là mình sẽ qua tiếp câu số 6. Câu số 6 là quan sát hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai nha. Giờ mình xem phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai. Câu A xem đúng hay sai nha. Như giờ câu A người ta nói là ba điểm X, Y, T hẳn hàng. Giờ như vậy các em sẽ kê cái khước hạnh của mình vô xem có đi qua được 3 điểm hay không. Mình thấy là đi đưa qua được, có nghĩa là 3 điểm X, Y, T hẳn hàng là câu được, đúng không? Rồi câu B, 3 điểm U, V, T hẳn hàng hay không. Như vậy các em kê cái khước vô 2 điểm U, V. Giờ như vậy là các em sẽ kê cái khước vô đi qua 2 điểm UV thì mình thấy là cũng đi qua điểm T. Như vậy có nghĩa là 3 điểm UVT hẳn hàng. Mà ở đây người ta để là không hàng, như vậy có nghĩa là câu này sai. Đúng không? Và câu C, 3 điểm XIU hẳn hàng. Mình thấy là XIU nằm đây, chắc chắn là không hẳn hàng được rồi. Như vậy người ta để hẳn hàng là câu sai. Đúng không? Như vậy là mình xong câu số 6 nha. Giờ câu số 6 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu số 7. Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gỡ nên 3 điểm hẳn hàng như trong hình 25. Giờ mình sẽ làm câu này. Như giờ các em sẽ quan sát xong thực tế ở xung quanh nhà mình hoặc là ở trong nhà mình xem có những cái gì hẳn hàng với nhau thì mình sẽ liệt kê gì. Ví dụ như là mình thấy là người ta thường trồng cây thì mình thấy là ba cái cây thì người ta sẽ trồng hẳn hàng với nhau. Ví dụ như là ba cái cây, ba cây hẳn hàng với nhau, người ta sẽ trồng hẳn hàng với nhau, đúng này. Hoặc là người ta có thể là xếp ba chiếc ghế hẳn hàng với nhau. Hoặc là ba chiếc bàn người ta xếp hẳn hàng với nhau chẳng hạn, đúng không? Vâng vâng, các em có thể liệt kê thêm nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 7 nha. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy dễ dàng dễ hiểu bấm hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nha. Càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.